Như các bạn cũng đã biết, nuôi thú cưng là một trào lưu rất hot hiện nay. Ai cũng có thể chọn cho mình một loại thú cưng yêu thích như chó, mèo, chim, chuột, v.v. Nhưng bạn có biết, ngoài những con vật đáng yêu dễ thương, thì bên cạnh đó, có nhiều người cũng chọn những loài vật nguy hiểm để làm thú cưng. Nào, các bạn hãy cùng chúng mình đi tìm hiểu đó là những động vật nào nhé. Trăng, cậu bé Yuan Sambath đã sống cùng với con trăng cái khổng lồ ngay từ thời thơ ấu của mình. Hàng ngày, cậu bé chơi đùa âu yếm con trăng, thậm chí còn nằm lên người và ngủ chung với con trăng. Mẹ của Sambath cho biết, ban đầu gia đình họ đã phát hiện loài bò sát với kích thước chỉ bằng ngón tay. Cha mẹ của cậu bé không hề lo lắng gì về sự thân thiết giữa cậu và con trăng, thậm chí còn tin rằng con trăng mang đến vận may. Tuy nhiên, con trăng này mỗi tuần ngốn hết gần 10kg thịt gà, gây ra nỗi lo về tài chính cho gia đình này. Cuối cùng, họ phải gửi con trăng về nơi bảo tồn. Tuy vậy, Yuan Sambath vẫn thường xuyên đến thăm bạn cũ của mình. Nuôi gấu khổng lồ, cặp vợ chồng Yuri và vợ Svetlana đã nuôi chú gấu xám Stefan từ khi nó được 3 tháng tuổi. Theo thời gian, chú gấu đã lớn lên và trưởng thành một cách to lớn và tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên người chủ của mình. Cặp đôi Svetlana và Yuri nói rằng Stefan thực sự rất ngoan, chú thích chơi thể thao và tưới cây nữa. Chú chẳng bao giờ cắn hay gây sự với bất kỳ ai cả. Giờ đây, Stefan đã trở thành một thành viên trong gia đình của Svetlana và Yuri. Mỗi tội chú gấu này ăn hơi nhiều, ăn tận 25kg cá, trứng và rau mỗi ngày. Một điều thú vị nữa là chú gấu này cũng biết kiếm tiền đấy các bạn ạ. Chú được thuê làm mẫu chụp ảnh, đóng trong show ca nhạc và còn được đóng trong các bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, nếu bạn nào có ý định nuôi một chú gấu để làm thú cưng thì hãy cẩn thận nhé. Vì vốn dĩ loài gấu không hiền lành như bạn nghĩ đâu. Chó pitbull khổng lồ. Nghe đến chó thì có thể các bạn sẽ nghĩ không có gì đáng phải lo lắng phải không nào? Nhưng không, đây không phải là một loài chó bình thường các bạn ạ. Đây là một chú chó pitbull khổng lồ. Đây là giống chó được mệnh danh là sát thủ máu lạnh hay chiến binh, võ sĩ giác đấu bởi sự hiếu chiến, dữ dằn, bền bỉ, gan lì. Thế nhưng, chủ nhân của Herc và Ann Mullen và cô Lisa đến từ bang New Hampshire, Mỹ, họ cho biết bé Jackson, con trai mình đã gắn bó với Herc từ khi còn nhỏ. Khi ở nhà, Herc thường theo dõi các cô Lisa chăm sóc cho Jackson. Để bắt chước theo, mỗi khi nghe thấy tiếng Jackson khóc, Herc sẽ sốt sắng chạy đi kiểm tra. Dành trọn niềm tin cho Herc nên cô Lisa nghĩ rằng nó cũng sẽ cư xử nhẹ nhàng với Jackson như con của nó. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, cô Lisa vẫn không bao giờ để lũ trẻ ở nhà một mình với đàn chó. Mọi hành động của chúng đều phải giám sát thật kỹ. Bạn có dám nuôi một chú chó như thế này trong nhà không nào? Trên đây là những loài động vật mà chúng mình nghĩ thực sự rất nguy hiểm khi được nuôi làm thú cưng. Bạn còn biết loài nào nữa không? Hãy comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!